Điểm lạ này xuất hiện trên cơ thể là điềm báo may mắn. Hoan hỷ chào đón quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Phong Thủy Giàu Sang. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, may mắn là điều mà ai ai cũng đều mong muốn. May mắn giúp cuộc sống thuận lợi hơn, bước đường dẫn đến thành công nhờ vận may mà bớt gian nan hơn. Người xưa vì lẽ đó mà đúc kết rằng, hay không bằng hên. Ông bà ta cũng lượm lặt những kinh nghiệm xưa mà chiêm nghiệm ra những điềm báo, dấu hiệu của vận may sắp sửa tìm đến. Hãy chú ý quan sát một chút, và nếu thấy trên cơ thể mình xuất hiện những điểm lạ mà Phong Thủy Giàu Sang giới thiệu sau đây, thì chúc mừng bạn, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn rồi đấy. Hãy cùng theo dõi nhé! Dấu hiệu thứ nhất, sắc mặt và thần thái sáng bừng. Sắc mặt và thần thái của một người không chỉ giúp họ nhận ra được tình trạng sức khỏe, mà còn có thể biết được vận may trong tương lai như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng, phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên tối sầm, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung cả gương mặt đều tái nhạt đến bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như sau một đêm ngủ dậy, bạn chợt thấy sắc mặt dần thay đổi, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương cảm thấy được một sức sống mãnh liệt đã tỏa ra, thì xác định bạn sắp gặp được nhiều may mắn trong thời gian ngắn nhất. Đặc điểm này cho thấy tâm trạng bạn đang dần tốt lên và cơ hội tốt đang chờ trước mắt. Chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước nắm bắt thì có khả năng tạo được khối tài sản mơ ước. Dấu hiệu thứ hai, điềm báo phát tài trên má. Thực ra có thể nhìn màu sắc của má mà đoán vận trình sắp tới của một người. Nếu lúc nào má cũng hồng hào, sáng bóng thì đó là người sắp có chuyện tốt, may mắn sắp tới, muốn cản cũng không được. Trong khoảng thời gian tới, người đó làm gì cũng suôn sẻ, cuộc sống thoải mái êm đềm. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc da khô héo, tựa như phủ lên một màu xám xịt, thì người đó gần đây nhiều chuyện trắc trở, làm việc mệt mỏi, cực nhọc, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Dấu hiệu thứ ba, phần xương ở thiên đình sáng bóng. Thiên đình hay còn gọi là phần xương trước trán. Nếu bạn thấy ai mà phần xương ở thiên đình sáng bóng lên, thì chắc chắn người đó sắp gặp chuyện may mắn về tiền bạc. Dù làm gì cũng gặp nhiều điều thuận lợi, khởi đầu suôn sẻ. Nếu thiên đình mờ tối, xỉn màu, thì đó là dấu hiệu cho thấy tai họa sắp xảy ra. Cần chú ý và thận trọng đề phòng trong mọi việc mình làm. Dấu hiệu thứ tư, mắt trái giật liên hồi. Xét về mặt sinh lý, bất kể là mắt trái hay mắt phải bị giật, thì mọi người cho rằng do bạn bắt đôi mắt làm việc quá nhiều, dẫn đến mỏi mắt và mệt mỏi. Nhưng xét về mặt thần học thì việc mắt giật liên hồi có những ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt, nếu đột nhiên bạn cảm thấy mắt trái giật liên hồi, có nghĩa là may mắn đang đến. Không cụ thể là việc gì, nhưng mọi thứ bạn bắt tay vào làm đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Có khả năng bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ tạo điều kiện để bạn xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Hoặc cũng có khả năng bạn gặp được cơ hội có 102 để làm giàu, hay là sẽ gặp được một nhân duyên tốt giúp bạn sớm có được hôn nhân viên mãn. Nhìn chung, biểu hiện mắt trái giật liên hồi là báo hiệu sự may mắn, nên cứ chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi thứ nhé. Dấu hiệu thứ năm, lông tơ trên nốt ruồi nào đó mọc dài ra bất ngờ. Theo nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể mỗi người đều có liên quan đến sự giàu có, sự nghiệp và hôn nhân. Hình dáng nốt ruồi cũng có nhiều loại, nhưng trên nốt ruồi có lông tơ thì đó là hiện tượng hiếm hoi. Nếu như lông tơ ở nốt ruồi nào đó trên cơ thể đột nhiên dài ra bất thường thì đó là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn trong tương lai gần. Những người có đặc điểm này thường sẽ gặp nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Mọi kế hoạch chuẩn bị được thực hiện trong thời gian ngắn sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Không những thế, tài vận cũng chuyển biến tích cực, có khả năng làm giàu chỉ sau một đêm. Dấu hiệu thứ sáu, bàn tay trái và phải rung lên. Nếu không mắc bệnh gì nhưng bất chợt một trong hai bàn tay của bạn tự nhiên rung lên thì có thể thần tài sắp ghé thăm bạn đấy. Nếu tay trái rung, bạn có thể sắp trúng số hoặc sắp nhận được một khoản tiền bất minh. Nếu tay phải rung, bạn cũng sắp có tiền, nhưng là tiền do bạn làm ra. Còn nếu lòng bàn tay trái ngứa, tức bạn sắp có lộc trời cho. Ngược lại, lòng bàn tay phải ngứa thì hãy chuẩn bị tinh thần chi khoản tiền lớn nhé. Dấu hiệu thứ bảy, ngứa rốn hoặc vùng quanh rốn.
Trong nhân tướng học, người ta cho rằng vùng hông eo, quanh rốn và rốn biểu thị tài vận của con người. Người nào chăm chỉ thể thao, yêu thích vận động thì vùng eo mềm mại, tài lộc tấn tới. Vậy nên, may mắn không bao giờ mỉm cười với kẻ lười biếng và không biết nắm bắt cơ hội. Với những chuyên gia giải mã hiện tượng tâm linh thì cho rằng, nếu đột nhiên rốn hoặc vùng quanh rốn nóng râm ran hoặc ngứa ngáy khó chịu thì đây là thời điểm tài vận đến với chủ thể. Tất nhiên điều này không ứng nghiệm với bệnh tật viêm nhiễm hoặc cố tình tạo ra hiện tượng. Trên đây là những dấu hiệu cho thấy may mắn đang sắp tìm đến với bạn. Hãy tinh ý quan sát để nắm bắt cơ hội phát tài của chính mình bạn nhé. Bên cạnh những điềm báo trên cơ thể mà phong thủy giàu sang vừa đề cập, thì cũng còn những dấu hiệu may mắn khác được nhận biết từ những sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta. Vậy những dấu hiệu đó là gì? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu ngay sau đây. Dấu hiệu thứ nhất, chó tự tìm đến nhà. Nếu thấy chó chạy vào nhà, thì đây là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy gia chủ sắp gặt hái nhiều thành công, đường tài vận đang lên và đường tình duyên sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Trong các con vật, chó là một loài động vật trung thành và gần gũi nhất với con người. Chính vì thế, theo quan niệm tâm linh, khi chó chạy vào nhà còn báo hiệu cho bạn biết bạn sắp gặp những người bạn chân thật và đáng tin cậy trong đời. Người luôn giúp bạn vượt qua những chướng ngại khó khăn trong cuộc sống và tương ứng với màu sắc của loài chó sẽ mang lại những ý nghĩa may mắn khác nhau. Thông thường, khi thấy con chó có màu vàng vào nhà sẽ mang đến hạnh phúc, thịnh vượng, niềm vui. Còn con chó có lông màu đen thì mang lại sự an toàn, giàu có, sung túc. Với chó lông màu trắng cũng có nghĩa là đường tình duyên của bạn sắp gặp vận may. Dấu hiệu thứ hai, mèo vàng đột nhiên ghé thăm nhà bạn. Chúng ta thường quen với câu mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, nên sẽ dè dặt và không thích sự xuất hiện đột ngột của mèo trong nhà mình. Thế nhưng với mèo vàng thì khác, bởi nó sẽ đem đến may mắn cho bạn đấy. Nhưng nếu thấy mèo đen hoặc trắng thì người ta thường đuổi chúng đi vì chúng được cho là có thể mang đến sự ám muội hoặc sự chết chóc. Dấu hiệu thứ ba, dơi làm tổ trong nhà. Dù có vẻ ngoài xấu xí và sống về đêm, nhưng dơi lại là loài vật mang đến tài lộc. Những nơi dơi làm tổ là những nơi tốt lành nhất. Thế nên, khi dơi làm tổ trong nhà hoặc dưới mái hiên nhà bạn thì đó là điểm may mắn đấy. Thần tài sẽ đến gõ cửa nhà bạn sớm thôi và hãy chờ đón sự giàu có nhé. Dấu hiệu thứ tư, bướm bay vào nhà. Khi nhìn thấy một chú bướm bay lạc vào nhà thì đây là dấu hiệu bạn sắp nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặp gỡ những người quan trọng. Nếu là bướm có màu tối, người bạn gặp sẽ mang tin tốt về nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh. Ngược lại, nếu bướm màu sáng, người bạn gặp sẽ mang tin tốt liên quan đến tình duyên. Việc xua đuổi hoặc giết hại con bướm vô tình bay vào nhà đồng nghĩa với việc bạn đang tự phá hủy sự may mắn của mình. Dấu hiệu thứ năm, gặp rắn. Nếu bạn vô tình gặp loài bò sát này thì hãy chờ đón những điểm may mắn sắp đến với mình nhé. Khi gặp rắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ và những điều tuyệt vời khác. Dù tín ngưỡng hay không thì rắn vẫn là con vật mà nhiều người không dám giết hại bởi nó gắn liền với các niềm tin về tâm linh. Loài vật này sẽ không hại người và bỏ đi nếu nó ý thức được sự có mặt của con người. Đặc biệt, rắn không tấn công người nếu không cảm thấy bị đe dọa. Dấu hiệu thứ 6, phân chim rơi vào đầu. Nghe thì vô lý, nhưng đây cũng là một trong những điềm báo bạn sẽ gặp may mắn sắp tới. Bởi lẽ chim được xem là dấu hiệu báo tin vui, mang những điều tốt lành đến với gia đình. Nếu vô tình phân chim rơi vào đầu, đừng vội tức giận, bởi người ta tin rằng đó chính là sự giàu có đến từ thiên đường. Biết đâu nó mang theo cơ hội tin tốt lành đến cho bạn. Dấu hiệu thứ 7, nhìn thấy cầu vồng. Sẽ thật may mắn nếu bất chợt nhìn thấy cầu vồng. Điều này cho thấy bạn sắp được quý nhân hỗ trợ. Những việc đang hoặc có dự định làm sẽ thuận buồm xuôi gió và thành công. Nhiều người tin rằng sinh con hoặc kết hôn trong ngày này sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc. Dấu hiệu thứ 8, cây cối đâm chồi, nở hoa kết trái. Cây cối trong vườn nhà đâm rễ xuống mảnh đất gia đình là nơi chứa đựng khí vận của cả gia đình đó. Nếu mảnh đất phúc trạch phong thủy tốt, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc, phát triển tươi tốt
Ngược lại, nếu mảnh đất này khí không vượng mà xấu thì cây cối cũng khô héo sơ sát. Cho nên, trạng thái của cây cối trong vườn cũng thể hiện đến vận khí của gia đình đó. Khi phong thủy hợp, vận may đến, cây cối thường nhận được tin trước mà đâm chồi, nở hoa hoặc kết trái. Dấu hiệu thứ 9, bỗng nhiên được cho tiền vào những ngày may mắn. Vào những ngày may mắn, những dịp đặc biệt mà có ai đó cho bạn tiền, thì bạn hãy nên vui mừng không chỉ bởi giá trị vật chất của tờ tiền đó, mà đây còn là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian tới. Những ngày được coi là may mắn như ngày mùng 1 trong tháng, hay những ngày hợp với tuổi của bạn mà bạn được trả nợ hoặc ai đó đem lại cho bạn một tin tốt lành, có lợi lớn cho dự án hay công việc của bạn, thì đó được coi là đồng tiền may mắn. Chính vì thế, bạn đừng từ chối những đồng tiền may mắn này nhé. Nó sẽ mang lại cho bạn những cơ may tiếp theo. Trên đây là những điềm báo may mắn xung quanh bạn. Hãy chú ý để cơ hội không bị tuột mất khỏi tầm tay mình nhé. Quý vị có câu hỏi thắc mắc dành cho phong thủy giàu sang, hãy để lại bên dưới phần bình luận của video nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video bổ ích hơn nữa về phong thủy tử vi từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.